Chào khán giả của đồng hồ Duy Anh. Có lẽ nhiều người trong chúng ta sẽ thích lựa chọn những chiếc đồng hồ có giá trị cao hơn là một chiếc đồng hồ có giá chỉ vài triệu. Nhưng Bill Gates lại thích đeo những chiếc đồng hồ này. Casio Duro Marlin MDV-106 trở nên nổi tiếng nhờ vị tỷ phú này và luôn giành được sự chú ý trong nhiều năm qua. Gần đây thì Casio đã phát hành phiên bản nâng cấp dưới tên gọi là Casio Duro MDV-107 mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong video này. Hãy cùng xem Casio MDV-107D 1A3 VDF có gì đặc biệt mà loại được yêu thích đến như vậy nhé. Trong phiên bản nâng cấp MDV107 này, Casio giới thiệu hai màu khung bezel mới để làm hài lòng người hâm mộ, đó là Pepsi xanh đỏ và Batman xanh đen. Mẫu đồng hồ mà mình giới thiệu ngày hôm nay có khung bezel Pepsi xanh đỏ với vỏ và dây đeo làm bằng thép không rỉ 316L. Khung bezel xoay một chiều trong mẫu này có màu sắc khá ấn tượng với xanh lam đậm kết hợp với màu đỏ đậm ở phần dưới, tạo nên một mẫu đồng hồ mang phong cách thể thao đẹp mắt. Mặt số màu đen trải vân tia nắng khá kín đáo, khiến mặt số trông hơi xám tùy theo ánh sáng chiếu tới. Với một chiếc đồng hồ ở mức giá này thì đây là những chi tiết khiến cho Casio MDV107D đáng giá. Mẫu đồng hồ Casio này có kích thước vỏ là 44,2mm, độ dày là 12,1mm và lắc tu lắc là 49,5mm, được trang bị kính khoáng bảo vệ mặt số, khả năng chống nước là 200m, cho phép bạn có thể đi bơi và lặn biển thoải mái. Ngoài ra, Casio còn trang bị dạ quang trên kim và cọc số để cung cấp khả năng chiếu sáng tốt hơn trong môi trường ánh sáng yếu. Ngoài ra, Casio còn trang bị thêm núm vặn screw-down chống nước, làm cho khả năng chống nước của đồng hồ tốt hơn. Nhưng các bạn lưu ý khi chỉnh giờ phải nhớ vặn thật chặt núm vặn nhé. Đồng hồ Casio MDV107D hoạt động dựa trên bộ máy thạch anh Calibre 2784 của Nhật, độ chính xác khoảng cộng trừ 20 giây mỗi tháng, mặt số analog 3 kim tiêu chuẩn cùng với các chỉ báo ngày ở vị trí 3 giờ. Được trang bị pin SR626SW, cung cấp cho đồng hồ đủ năng lượng trong khoảng 3 năm. Đó là những gì tổng quan nhất về chiếc đồng hồ Bill Gates này. Mẫu đồng hồ Casio MDV107D với mức giá chỉ khoảng 3 triệu đồng chắc chắn sẽ là thiết kế hấp dẫn đối với bất kỳ ai đang tìm kiếm một mẫu đồng hồ lặn giá rẻ, có đầy đủ các tính năng cần thiết. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.